Ôi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi quay máy cắt lúa ở cánh đồng ăn nhất nha các bạn. Ôi, dàn lúa quá trúng nha. Trời chuyển mưa các bạn ơi. Mưa gần tới rồi. Quá trời mù luôn. Máy Kubota nha. Này đám ruộng này hai máy cắt luôn nha các bạn. Này hai máy một hiệu luôn nha. Máy dời lúa nha. Rồi. Chụp lên dốc nè. Đám này còn hai lối nữa là xong. Chuẩn bị cắt các bạn ơi, mưa tới là hết cắt luôn á, ướt là không cắt được, mưa tới là nó ướt là suốt ra lúa hết. Tối nữa là hết đám này các bạn. Phần này suốt gần xong rồi nha. Còn lại một đám này nữa. Bên này suốt xong rồi nha. Bên này đang đốt rạ nha các bạn. Đốt rơm nha. Khói mù luôn, gió quá gió. Đốt rơm hả anh? Quá trúng luôn nha. Đi một lối quá đã. Băng luôn.
là hứng không kịp luôn á. Ruộng này cũng khô nha các bạn, tắt nước hôm giờ cũng khô nha. Đám này mấy bữa nay mưa bão mà không ngã, dàn lúa cứng cây ghê luôn á. Có ngã sơ sơ đây ít rồi, tranh thủ suốt à để mưa nè. Dưới Phước Hải là đang mưa nha các bạn. Đó, mưa quá lớn nè nha. Cắt luôn ngã nha, luôn ngã cắt hơi chậm nha các bạn. Cắt lẹ nha, lúa đứng chạy phò phà luôn nha. Tiếp một chiếc nữa, lúa ngã cắt hơi chậm này, qua tới lúa đứng là chạy lẹ, lúa quá trúng luôn, vé bự bự không à. Mới cày dễ lúa nha, rồi xuống bốc lên. Điên vòng là ba bao rồi, đạp ba bao xuống luôn à. Đó, đạp xuống cho mấy cày dợi luôn nha, qua luôn, qua bờ luôn, lưu quá trúng. Chúc mừng chủ ruộng nha, hai mấy cắt hai mấy cày dợi lúa nha. Ruộng này khô quá ngon, xe chạy không có lúng nha.
hai bao. Ruộng làm 3 tháng mới có được vụ nha các bạn. Giấy trúng cho chủ ruộng đồ lấy vốn đồ lại chứ. Rồi, người nửa đám. Ai cắt xong rồi nghỉ. Đó, người bên, bên nha. Chạy qua bên kia luôn rồi các bạn ơi. Trời này mưa bão à, ta tranh thủ ta suốt quá trời. Lũ chưa tới à, cũng suốt luôn nha. Còn hơi xanh cậy chút xíu suốt luôn. Mưa bão tới nó ngã cũng vô đó à. Trời đang mưa nha các bạn. Mưa lớn lắm. Mưa gần tới à. Chủ ruộng đang đốt rơm nha. Cháy ghê, có gió cháy. Rồi, mỗi xe đi hai lối nữa là xong. Rồi, mấy cây bắt đầu dậy luôn.
bên kia còn lại một lối nữa. Rồi, kết thúc. Qua đẹp ghê không? Tuyến đường này là qua đó không nha? Qua gì đây? Qua lo kèn, qua chuông gì đây? Chuông bèn. Kết thúc một lối nữa. Rồi, xong rồi nha các bạn. Tắt máy luôn. Máy báo. Ba bao nữa là dỡ lên xong. Rồi, xong các bạn ơi. Các bạn. Rồi, quá tốt. Rồi thôi, video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm like, đăng ký và chia sẻ kênh ủng hộ mình với nha. Rồi, trời mưa dòng. Đen rất luôn. Rồi chào các bạn nha.